Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là nghỉ Tết Dương Lịch các bạn ạ. Mùng 1 Tết Dương Lịch đây. Mùng 1 Tết Dương Lịch và cũng là mai là mùng 1 tháng 12 âm lịch rồi. Đấy, cây hoa giấy này của mình nó nở trước Tết 1 tháng mà nở rực rỡ luôn các bạn ạ. Hoa giấy tim Huế nhá. Ngày nghỉ ở nhà này lại làm cái video quay chơi chơi vui vui để phục vụ các thượng đế yêu hoa giấy. Các bạn nhìn cái phần trên nó hoa rực rỡ nhưng mà đây phần ngọn này các bạn này. Đấy, phần ngọn nhá, phần ngọn vẫn bung nụ và lại nhú ra tiếp nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, lại tiếp tục nhú nụ ra tiếp này. Đấy. Tiếp tục nhú nụ nhá. Nhú nụ và bông tia ra tiếp nhá. Đấy các bạn nhìn thấy đã chưa? Rực rỡ luôn các bạn ạ. Hôm nay thời tiết hôm nay trời nó không được nắng sáng cho nên là nhìn nó càng thấy mờ ảo. Cái tím Huế thì nó phải nể trời thật nắng rực rỡ thì bắt đầu cái hoa bông hoa nó mới nhìn nó mới tươi. Chứ còn trời mà cái kiểu ỉu xíu xíu này là hoa nó trầm lắm. Đấy, màu tím bao giờ nó cũng trầm rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đẹp. Mỹ mãn luôn. Nó có một số cảnh từ gốc các bạn ạ. Số cảnh từ gốc nó đều có hoa. Cái chiều tàn của cái cây hoa giấy này nó rơi vào khoảng 2,5 m, 3 m. Phải 3 mét đấy, 3 mét hoa đấy. Đấy chưa? Ngày nghỉ chỉ có ở nhà ngắm hoa thôi các bạn. Sướng mê ly luôn. Cây hoa giấy này mà vài năm nữa mà sau khi mà tay bông đã làm đầy đủ rồi thì không biết là nó còn đẹp cỡ nào nữa các bạn nhé. Hiện tại là tay cành nó đang còn ít nhưng chưa nhiều. Mình bắt đầu mới làm mà. Đấy, cho nên là nó còn thưa cành lắm. Thế mà bông nó đã rực rỡ thế này rồi. Sau này mà làm cành đặc lại thì không biết là hoa nó nở tung tóe, sướng. Đã thật. Nhìn mê ly luôn các bạn. Chưa? Đấy, quay từ xa đấy các bạn. Không biết quay video cho nên là quay nó cũng không được đẹp lắm. Chứ cái này phải những cái tay video chuyên nghiệp, quay video chuyên nghiệp, quay thì cực nét luôn. Và full cảnh luôn, nhìn cái dáng cây nó sẽ được, nhìn nó sẽ đẹp và hoành tráng. Đấy cho các bạn xem từ những cái cành gốc này. Đấy. Những cái mầm ở gốc này, nó cũng ra hoa nhá. Đấy, tiếp tục lên này, lại tiếp cành này, ra lại hoa này. Đấy là cành này hoa. Đấy. Để mấy cái mầm mọc thở cho nó thở thế mà chơi chơi thế mà nó ra hoa. Ê mẹ yêu. Đấy, các bạn thấy yêu chưa? Quá xuất sắc luôn mọi người. Nó buông xuống luôn. Đấy à. Úi giời. Nhìn thật là đã. Video hôm trước mình quay là nó mới nở nhá. Hoa nó mới nở. Thế còn hôm nay là nó nở tung tóe. Chắc là cái đợt hoa này nó, cái hoa nở rồi này nó sẽ được khoảng nửa tháng nữa. Nửa tháng cho đến gần tháng, có khi phải áp Tết.
Thế còn cái những cái bọn đầu ngọn mà nó nụ 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 đấy, nhú ba bây giờ đang nhú tiếp ấy thì chắc là phải Tết, Tết nở. Nắng ấm thì có sẽ nở sớm hơn, nhưng mà không lo về hoa giấy chơi được lâu. Đảm bảo cây này là cây hoa giấy này là chơi Tết luôn các bạn nhá. Đảm bảo kiểu gì Tết cũng vẫn còn hoa để chơi. Thoải mái luôn, không phải suy nghĩ nhiều. Đấy, hôm nay mình sẽ quay các góc để mọi người cùng ngắm nhé. Kia đằng sau nó vướng cây cau, nhưng nếu không có cái cây cau nó lên bầu trời thì nhìn thì phê lắm. Nhà mà trồng được nhiều cây như thế này là cũng có tiền phết đấy các bạn. Nhìn thế này hoa rực rỡ. Cây này thì khoảng, nếu mà làm tốt, chăm tốt thì chắc khoảng 3 năm nữa là có thể là cho đi triển lãm được. Cái đợt này thì cái tay cành đợt này thì mình sẽ nuôi, mình sẽ không cắt nhé. Bởi vì cái tay cành này là đợt này là cũng cái lứa tay cành cốt đấy, cốt lõi. Mình sẽ để nó to, phải to bằng cái tầm khoảng cổ tay trở lên thì bắt đầu mình mới cắt tiếp. Chứ mình sẽ không cắt nữa. Cắt bây giờ thì nó lại ấy, phí lắm. Để nó to xong xong xuôi đấy bắt đầu cắt. Đấy, đây quay ở một góc đằng sau lưng của nó nhá. Đấy, góc lưng. Bưởi. Đấy, quả bưởi treo lủng lẳng. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây phía sau của nó nhá. Cây này cái hồi mà mới lên chậu ấy, đáng nhẽ là mình để các cái cành cũ của nó để dài ra, mình không cắt ngắn này thì bây giờ nhìn phê lắm rồi. Nhưng bởi vì mình cũng tham cắt giật để cho nó rích rác này, nó đi rích rác luôn từ trong ra, thế nên mình quyết định mình cắt ngắn thì về lâu về dài nó đẹp. Thế nhưng mà trước mắt sớm thì để chơi ngay thì nó không được đẹp bằng cái để nguyên bản. Nhiều bạn để nguyên bản thế xong là nó phụt cành ra là chơi. Thế nhưng mà hoa giấy nó cũng có cái hay là nếu mà để nguyên bản thì cũng được, chơi tàn không ấy. Chơi tàn không thì nó sẽ phủ kín cành ngay. Thế nhưng mà mình đây mình lại vừa chơi tàn ấy, vừa làm theo kiểu bonsai một tí nên nó tàn, nhưng mà dưới cái phần cốt nó phải có tí nghệ thuật, cành kia bay bay ra một tí. Thế cho nên mình chính vì thế nên mình mới cắt. Đấy phần lưng của nó nha các bạn nhá. Lưng hôm nay quang trời qua cây cối quang nên mình mới quay được chia sẻ các bạn. Và đây đang ngược sáng không nhìn rõ. Đấy, các bạn nhìn quả thân này, uyển chuyển chưa? Quả thân gốc bị uyển chuyển chưa? Đấy. Nhìn đã luôn đấy. Quá là phê nha. Nhìn ở trong như bầu trời rồi. Còn đây hoa này, ui xỉ mướt chưa, ui trời ơi. Đấy, mời các bạn nghe chim hót và thưởng thức hoa nhé. Đấy, hoa đây nhìn ở phía trong ra đấy các bạn ạ. Đang ngược sáng nhé. Nếu mà xuôi sáng thì tuyệt vời luôn. Đấy. Tiếng chim sâu hót. Úi giời, nhìn. Úi giời ơi. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời, úi giời. Các bạn xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Các bạn có hoa giấy đẹp hoặc là có cái cách làm hay thì comment ở bên dưới chia sẻ, mọi người cùng giao lưu ngắm hoa nhá. Mình quay cái video chơi vui vui thôi. Mục đích là để chơi để ngắm thôi chứ cũng không có cái gì cả.
cái hoa này của mình vẫn đang làm, cũng phải còn một thời gian nữa, vài năm nữa thì mới ngon được. Đấy. Chúc mọi người vui vẻ nhá.